Đi. Chạy đâu nhỉ? Đi ơi. Đi ơi. Đi ơi. Đi. Cô đang trồng mấy cái cây rau ở đây rồi cũng biết chạy đi đâu mất nha. Cái nhà mình chỉ gói gói để trồng là có con tốt trồng sao con. Chị ơi, chị ơi, chị ngồi đây có thấy gì nhẹ không? Không. Chị nó chạy đây à? Không. Không, mẹ đang trồng mấy cái rau mà quay đi coi lại anh chạy đâu mất. Chị đứng rồi. Em đang kêu nãy giờ mà không thấy đâu kìa. Đi. Bi ơi! Bi ơi! Bố ở đây không Bi? Bi ơi! Bi! Bi ơi! Bi có nhìn đây không? Bi! Bi có ở đây rồi. Bi ơi! Bi cứ chạy đâu nó phải đi. Bi ơi! Bi ơi! Bi! Bi Bi ơi! Có ở đây không Bi? Bi ơi! Không thấy không ạ? Đi tìm kiếm ngồi đâu? Lan không vẻ sao là có vẻ không biết được không đi chạy đâu mất rồi đi chị đi ơi. Mấy bạn nhỏ biết là đi cái chỗ này đi chơi với mấy bạn không kìa. Mấy đứa ơi. Mấy đứa có đi đâu không? Dạ không. Không hả? Cháu đi chơi. Con tao đi chơi nãy giờ không thấy. Không thấy luôn. Con bị đi nhà chú. Ờ đúng rồi mấy đứa. Con cháu đi. Giờ chú tìm mẹ mà không thấy Bibi đâu cả. Cháu chẳng thấy đâu. Cháu đi trước cho. Để giữa đi rồi cháu ơi, đi đồ chú. À đi tìm giúp chú hả? Vâng. Chú cảm ơn mấy đứa nha. Đi. Vâng. Chúng ta đi tìm giúp chú đấy nha. Đi ơi. Đi ơi. Đi ơi đâu rồi? Đi ơi. 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 Ờ, như này chị vào hai nhà này nhá. Mình xuống đây em xem có Bibi có chạy xuống đây không? Bibi ơi! 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 Kia xem Bi có chạy ra đấy không Bi? Đấy mọi người ạ, các bạn nhỏ xung quanh đây là thân với Bi đó mọi người.
là khi mà nghe tin là Bi không tìm thấy Bi á, nên các bạn cũng lo lắng lắm. Các bạn đang chạy đi cùng chị em mình hỗ trợ tìm kiếm Bi á mọi người. Mà mãi mình không thấy Bi ở đâu mọi người ạ. Bi ơi! Bi đâu rồi? Bi ơi, nhớ anh Bi không? Biết anh Bi đi đâu mà giờ này còn chưa về đấy. Không ăn cá nữa. Biết là Bi đi đâu cả.
Ủa sao lái một cái tìm một người đâu đi tìm nhưng mà chưa về nhà Giang chưa phải đi ơi 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 Đi không rồi. Đi ơi. Dạ thôi giờ đến giờ bọn cháu phải về tắm rửa ăn cơm rồi, không bố mẹ cháu về bố mẹ cháu nói. Rồi dựa tin là bọn cháu ăn cơm xong bọn cháu ra tìm tiếp ạ. Thế cũng muộn rồi đấy. Cháu về đi nhá, không có bố mẹ mong đấy. Cô cảm ơn nhá. Vâng ạ. Thế này nó phải chờ. Cháu về nhá. Mày có về nhé. Không ạ. Mày không ạ. Hai bạn ơi, bà hắn gọi kìa. Cháu về hôm nay hắn muộn đấy nhá. Vì chạy đi đâu bình thường cứ chơi quanh quanh đây với các bạn thôi mà nay thôi mà các bạn ở đây hết rồi mà không thấy Vi với Chi đâu ở Vi đâu chứ biết là Vi hôm nay chạy đi đâu tìm khắp nơi mà và không thấy đâu cả Chi nhỉ. Thì bình thường Vi chỉ chơi quanh quẩn đây thôi mà không phải đâu. Vi ơi, Vi đến giờ đang rửa ăn cơm rồi mà không về nữa này. Vi ơi, có ở nhà Vi. Vi ơi, đi về đi. Vi ơi. Đi. Tin ngồi với anh Bi mà anh Bi chạy đi đâu lúc nào ấy Ti? Sao mà bây giờ tối rồi anh Bi lại không về đây này? Bình thường anh Bi toàn chơi với các bạn quanh đây mà hôm nay các bạn đi tìm anh Bi mãi cũng không thấy anh Bi đâu này. Không biết là anh Bi đi đâu, có mắc ở đâu hay có bị làm sao không nữa đây. Ti. Bi ơi, sao bây giờ này mình chưa thấy về nhà nữa? Bi ở đâu? Bi ở đâu? Ở đây, đi theo cháu, đi theo cháu. Bi ngồi yên để bác cửa nào. Bi đâu sang đây mà bị mắc lưới hay rồi. Bi ngồi yên để bác cửa nhá. Sao chạy vào đây làm gì đi Bi? Ôi mắc cái lưới rồi. Từ từ nào. Được rồi. Ôi, có sao không? Bi. Bi có sao không? Bi ơi.
Sao không Bi? Bi đi ra đây Bi chơi, Bi mắc lưới đây à? Ôi trời, cái lưới mắc này. Mai mà ở đây không có đinh có gì đấy. Mai quá. Mai quá. Mai Bi không bị sao. Ở nhà thôi. Ở nhà nhá. À, bà Bi rồi. Đi sờ Bi. Đi nhá. Đi về nhà nhá. Rồi. Chào rồi. Rồi đi về nhá. Rồi đi về nhá. Cảm ơn các bạn đi. Cảm ơn cảm ơn các cháu nhá. Vâng ạ. Cô chú cảm ơn các cháu nhá. Bây giờ muộn rồi nha, hôm nào đánh lại sang chơi Bi nhá. Vâng ạ. Cháu về đây. Cô chú cảm ơn các cháu nhá. Cô về đây. Vâng. Đi về nhá. Ba bé nào, ba bé. Ôi. Không sao. À, Bi sợ à Bi? Không sao, về nhà rồi nhá. Không sao nhá. Không sao, đi chơi rồi phải. Bảo ba với chị một tiếng cho Bi. Chắc là mắc chân một cái lưới rồi không về. Về ba chuẩn bị tắm rửa mà nấu ăn nấu uống nhá. Chào với chị nhá. Ba ba bà nấu cơm cho hai đứa để hai đứa ăn nhá. Đấy, ngồi cho về hai đứa nhá. Thì em mày nấu cơm rồi. Ngồi đây với chị một lát nhá, rồi chị mang Bi vào tắm là thôi đi. Đấy mọi người ạ. À. Trời cũng tối mất rồi. Mọi hôm nhưng mọi hôm là Bi đi chơi là đến giờ là Bi tự biết đường về á mọi người. Nhưng hôm nay chắc là do là chân Bi bị mắc vào cái lưới á mọi người. Nên là Bi không tự về được. May mà có các bạn nhỏ xung quanh đây hỗ trợ mình tìm cái Bi á mọi người. Các bạn đang còn nhỏ nhưng mà nhiệt tình lắm mọi người ạ. À. Thương Bi nữa. Mọi người xung quanh đây rất là yêu thương Bi á mọi người. Thôi bây giờ trời tối rồi mình đưa Bi vào tắm rửa ăn cơm đây mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã dành tình yêu thương cho Bi nha. Mọi người yêu thích Bi và Bi thì hãy like và subscribe kênh nha. Bye bye mọi người. Bi ơi vào tắm rồi Bi. Đi, Bi.